ta làm bạn với ân tình, chỉ có thông thời mới sáng, lòng dạ hẹp hòi càng u ám thân danh. Giữa đời người giông rủi gió sương, mặt đường ta nếm trải. Cảm ơn những người nào mà có tài năng kiến trời thì là làm được tốt thì từ thiện, khiến người ta có làm được cái nhà của mình, cổ vũ người ta, mà ta hâm mộ người ta, cho cái tâm cái đức của mình mến họ. Dạ, em chào cô chú anh chị đến với kênh San Sài Gòn nha. Và buổi trưa hiện tại bây giờ là buổi chiều là gần 2 giờ chiều cả nhà, để uống cà phê ủng hộ hội quán San Miền Dương anh Hương Dương nha. 2 giờ chiều hả? Buổi trưa thứ bảy ngày 18 tây tháng 5. Hội quán San Miền Dương anh Hương Dương đã cũng công tác chuẩn bị đêm nhạc cũng đã sẵn sàng hết rồi. Đêm nhạc thì hôm nay có sự phục vụ của nghệ sĩ Dũng Nhí, ca sĩ nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm, chuông vàng giọng cổ Như Ý, ca sĩ Xuân Hòa, ca sĩ Mai Trần Lâm, ca sĩ Lâm Thái Bảo, diễn viên Bảo Bảo, diễn viên Năm Trà, ca sĩ Lâm Bảo Phi, diễn viên Đăng Khoa, những ngôi sao xuất sắc, ngôi sao mực dừng mùa 1, mùa 2 của anh Hương Dừa phục vụ bà con tới đêm nay nha. Mời cô chú anh chị cùng đón xem nha. Đây có đi kêu đi cà phê đá uống buổi trưa nha. Mời cả nhà uống buổi trưa nha. Gặp anh này nè. Anh là fan cứng của anh Hương Dừa luôn nè. Đó. Tới 3 giờ mấy cái đi về hết trơn. Hết hồ hết trơn. Cái đi về rồi trong cái mình là ngủ lại ông không về cái nào ông hai trơn. Về ở trơn toàn bộ luôn. Sáng cũng qua tới 6 giờ mấy thức. Ủa anh tối anh qua đây uống cà phê rồi ngủ luôn hả? Ngủ trong hội quán trong cái sân thanh trường. Ở trong kia hả? Ờ. Qua tối qua là ghé đây luôn hả? Tối qua ghé đây luôn. Ngủ luôn. Ngủ luôn. Rồi. Giờ ở đây là từ sáng giờ luôn không có về hả? Không có, chắc có về, chắc có như vậy về bạn lấy đồ qua đi tắm. Lấy đồ thì chiều qua lấy đồ tắm. Xong tối nay trên nó xong vừa có cũng vừa tin nhạc hả? Nhạc nghe, đại gia nghe. Ê, tối nay có nghệ sĩ ca sĩ đó anh hâm mộ nghệ sĩ nào? Thì Nhí, Bất Chi, Việt Hà, cái ca cổ hay. Vui. Có đó vui tại vì đâu có gặp cái ngoài đời trước thì giờ gặp cái ngoài được được hai lần này, của họ gặp được lần, giờ là gặp dưới Long An lần thứ hai lần, Long An một lần. Anh xuống đây á, thấy ở hội quán là cảm thấy sao? Vui không hay là không khí thì sao? Vui, giống nhiệt mà nóng nhất, tại vì bà con của bác. Khách hàng khách uống cà phê ra về cả nhà. Lo chào mọi người nha. Anh hai của Hồng Loan là Vũ Lưng á. Dẫn thơ đi hát mỗi ngày đều có tiền xài. Tại vì xưa là anh cũng đam mê thằng Vũ Linh lắm. Tại vì xưa là anh đam mê ông Vũ Linh là lúc đó ông mới có 21-22 tuổi thôi. Bây giờ 65 tuổi, hôm nay là gần 4-5 nay rồi. Với bà Lệ Thủy hôm nay là cũng 4-5 khá chục năm. Bà bây giờ 77 tuổi có đẹp rơi hồn luôn, cũng hài đẹp. Ca cái giọng chất lượng. Vui, tôi thấy có cái chương trình này thì cũng vui, nhưng mà cái tí thì bà con của bà cũng với ủng hộ của Phương Dừa là Phương Dừa là có cái tâm, có cái tài, cái trời, cái khôn năng, tôi có cái lòng được dẫn làm mỗi trò cho những người khi hát như mình
Buổi tối thì đam mê hát lắm, buổi tối cũng lên hát lắm. Anh hát không? Có hát. Hát hả? Ừ. Rồi hôm hôm ra kêu anh hát. Đi. Hiện tại giờ thời tiết ở hội quán ở sân Bình Dương chiều thứ bảy rất là đẹp luôn nha. Trời nắng hôm mưa nhưng mà trời hơi dịu rồi. Đây mọi công tác chuẩn bị đêm nhạc tối đêm nay cũng đã sẵn sàng cả nhà. Ban tổ chức cũng đã, cũng sắp ghế về hết rồi. Chờ đêm diễn thôi. Đâu làm lại sắp tới diễn ra. Đây mình cũng có một anh khách tới rất sớm luôn à. Anh khách đầu tiên nhất là rất sớm rồi đấy mà coi đêm nhạc nè. Ủa sáng giờ anh đâu có bán số hả? Quên luôn hả? Ủa nói là có mua mà kèo gì ủng hộ có mua chưa? Chưa nữa hả? Tại vì này giờ bạn khó khăn lắm, phải chờ ế rồi. Không, phải ế nè hả? Giờ bán ngày chỉ có 3-400 tờ thôi, bán giờ ế rồi. 400 tờ rồi. Ủa nó nói là sinh 76-48 tuổi hả? Ừ. Có vợ con gì không? Ừ. Không hả? Ở đây bán số nhưng mà ở quê ở đâu lên anh? Ở Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Ở quyền nào lên? Ở Vũng Tàu, Phước Hải. Phước Hải hả? Ừ. Phước Hải. Anh này ở Phước Hải và Vũng Tàu nè. 48 tuổi vô đây quá bán số. Không vợ con. Là một fan khán giả rất là trung thành ở hội quán ngôi sao miền vườn quanh Hương Dừa luôn. Gặp Hương Dừa lúc chưa mở khai trương. Anh lúc mở khai trương á. Hình như là ngày nào hầu như là cách ngày xuống ngày phải không? Hả? Cách ngày là xuống, cách ngày xuống phải không? Cách ngày xuống, cách ngày xuống ủng hộ hội quán đúng không á? Cách ngày xuống, cách ngày xuống ủng hộ hội quán. Đêm nhạc nào cũng có hết á. Cái đó là mình xuống mà gọi là mình gọi là mình đam mê hay là ủng hộ ai? Đam mê những người nào mà có tài năng chiến trời thì là làm được tốt thì từ thiện khiến người ta có làm được cái gì được cổ vũ người ta mà ta làm ngộ người ta cho có tâm có đức thì mến họ đó. Thì nó chơi cũng như là trong lòng của mình chỉ ước gặp được người đó thôi. Vậy hả? Gợi ý là anh nói là anh Cương Dừa là có tâm có đức phải không? Đúng rồi, ta làm từ thiện mình gọi là mình ủng hộ người ta. À, ủng hộ anh Cương Dừa phải mình đâu. Đi cũng đi nhiều người. Yeah. Chứ không phải một mình vài.
đi cũng người này cũng có người khác. Đúng. Tại vì nó đi nhiều nơi, cũng đi nhiều nơi, nhưng mà nó đi làm cả thứ thứ nhất là thế giới. Nhưng mà thấy ai khổ cũng giúp, cũng giúp gì là tốt. Tâm nó giúp ra cái tài, có con, để con ra thì cũng khôn ngoan, khôn ngoan, khôn lợi. Nhưng mà có học hành thì tốt, sau này con cứ lớn lên thì nó nói có gì già thì con cũng lo nữa. Thì nó con mà nó có tài, có thành những gì nói nữa. Thì nó sẽ là thành đạt, hoặc là có vợ con, hoặc là có chồng, có con, có cái. Hoặc là sau này những gì con của nó sẽ là những cái lớn hơn con có cao kia thôi, có cháu phải học cũng là vui thôi. Nhưng mà nó là một lời quá tốt, là cái gì anh chị bà con mến mộ thì chúng ta cũng là đến chủ yếu là gặp thương hiệu của mình, chưa giờ thì chưa có gặp tới ngoài đời. Không, bây giờ cái gặp nó thì tâm mình mới nó ra phái. Nhưng mà khán giả mến mộ cái thương dừa thì cũng là quá đơn giản thôi, cũng chủ yếu thôi. Vậy là xuống đây là gặp thần tượng của anh. Anh gọi là tính cách của anh thương dừa, vừa hiền vừa thương vừa mến mộ. Chúng rồi thấy anh mở quán này có cái ủng hộ đúng không? Mà cũng là cũng có cũng có duyên, mà những chị cũng biết thương. Thương hơn nhỏ tuổi hơn anh, nhiều nhỏ tuổi hơn anh, chứ chưa anh thằng anh thải rồi, tại vì anh cũng lớn hơn nó có 7 tuổi, nhưng mà những chưa mà anh thải rồi. Hồi xưa anh nói tám ở với chưa chuyển tàu Phúc Hải, nhưng mà đó đi ra ngoài nhưng mà gặp nó, tại vì lo buôn bán không mà đi các chỗ này chỗ kia, chứ không chỉ chợ Phúc Hải đâu. Mà bây giờ đi ra đi chợ chợ phải sau phải trước nè, rồi đi ra Long Khánh nè, đi chợ đi qua nè, chợ Thủy Giao nè, chợ Thiên Long nè, đó đi mấy cái chợ đó bán, có phải mình gặp nó không, có được gặp được nó đâu. Từ ngày mà từ ngày mình tay chim nữa, như ngày chỗ ngã ba, như từng cầu Bình Điện nữa, nè mới biết nó được ở trong đây rồi. Lúc nào có thể có sao một giờ gặp với tôi trong đây luôn, mới biết ở trong này là từ cái ngày mình khai trương tới giờ hơn là 4 năm rồi. Đó, 4 năm rồi. Không mà cái duyên của anh á, gặp lúc mà biết anh Khương Dừa đó, là anh biết qua cái nào, kênh bên kênh YouTube hay là bên đâu mà anh biết kênh Khương Dừa? Kênh của Khương Dừa là kênh Khương Dừa. Vậy cái clip đó mới biết đó. Đó bây giờ mới biết nó. Tại vì giờ hồi đó bây giờ không biết mặt nó đâu mà mình đọc được nó. Đâu biết mặt nó đâu mà mình đọc được nó. Rồi tự nhiên cái nó quay cái clip ở dưới cầu Bình Điền. Rồi cái anh chỉ cái địa chỉ. Mình mới biết cái đường địa chỉ. Cái số cái đường địa chỉ là cái đường đi vô. Đường cái đường vô sẵn cho trong đây chỉnh 500 mét. Có cái trung tâm nhà văn hóa huyện Bình Chánh. Ở huyện Bình Chánh, thị trấn Thắng Túc, xã Thắng Túc, rồi từ số 3 từ Nguyễn Hữu Chính đó. Mà biết tới giờ là 4 năm. Dạ, 4 năm. Nhưng mà anh coi đầu tiên cái clip của anh Khương Dừa là lần đầu tiên biết anh Khương Dừa, đầu tiên nhất là con coi cái clip nào? Coi cái clip nào mà để biết anh Khương Dừa? Cái clip Khương Dừa hả? Dạ. Tại vì không có để ý, tại vì lo buộc bán không có quay clip được. Không, không có cái clip nào mà anh coi đầu tiên mà ấn tượng nhất anh Khương Dừa là clip đó, là clip nào? Clip mà đi làm từ thiện á. Từ thiện hả? Làm từ thiện đó, rồi coi hoài, khi nào cũng coi. Sáng cái mà mắt ra cái là gặp có Khương Dừa là mở. Xong thì cái mà mở lại cái coi là từ đầu hết luôn. Xong coi hoài cái lấy từ cái chỗ mà lễ đá. Mà không biết gặp lại đó không đâu. Cái quay lên coi cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, nghe ông tôi thân với Ngọc Quyền hát tại Ngôi Sao Miệt Vườn á. Rồi mình cũng không biết, mình cũng để ý thôi. Rồi cái mình coi qua coi lậu hoài, ngày nào cũng coi trên coi điện thoại mở nó lên rồi có thôi mà. Rồi cái kênh là biết. Vậy là quen biết qua anh Khương Dừa là qua những cái clip ảnh đi làm từ thiện phải không?
Ấn tượng anh là đi làm từ thiện là anh biết luôn cái anh Khương Dừa luôn. Tôi biết tới giờ, tại vì mình thần tượng nó thì nó vui thì mình cũng vui, nhưng mà nó mến mộ mình thì mình mến mộ nó lại, yeah. Mà nó không mến mộ mình thì mình bỏ cho mến mộ, tại vì đó là có tâm, có thích, có tài, có trí tuệ, có thông minh, có làm sáng tạo kia, độ này kia, giờ dẫn chương trình do làm cho bà con đi hát kia, rồi tập chương trình kia, tập cho những người xung quanh đang chơi vui đó. Dạ, cảm ơn anh nha, những lời chia sẻ về anh Khương Dừa ha. Rồi, chúc anh có một đêm nhạc vui vẻ ha. Đúng rồi, rồi. Nguyễn là đêm nay mình đêm nay ha. Đêm nay mà cho khán giả lại là trên gần 300.000 khán giả, giống như kỳ đợt mùa 1 đó, mùa kỳ đợt mùa 1 đó, thật chưa. Cho tâm thì phải tâm cách vô, cho ao vô, cho sơm tụ vui. Rồi. Nhưng mà thấy có ca sĩ thì ta thái ra, tâm đứng tâm, ủng hộ cái tình, tại vì bà con cô bác ở đây ta thương Khương Dừa nhiều, tại vì ta có cái biết hoài không hoài, biết rồi, nhưng mà người ta cũng vui, cũng biết cũng vui. Ta thấy có chương trình này người ta vui, ta đến ta ủng hộ. Đúng rồi. Nguyễn là tối đêm nay mà ha, chủ yếu mà tối đêm nay mà bán mà vé cho hết nha, cho khán giả lại từ đông ủng hộ Khương Dừa thiệt tình luôn. Cho nó để là cái chương trình này rất là ý nghĩa, cái tương lai sau này mình có làm mời hát thì mình có phương pháp hát, làm mời mình cũng trên được lên làm mời mình hát, mình muốn làm mời thôi thốn gì đó rồi. Thì ở đây mình cũng ngồi sân mười giường hội quán cũng tạo một cái sân chơi cho rồi con người bác yêu văn nghệ. Thứ nhất cái là ai thuộc lời thì hát vào thứ ba và thứ năm, thì ai không thuộc lời thì cho màn hình chạy chữ là thứ tư và thứ sáu. Và con cô bác có yêu văn nghệ thì có đăng ký hát lời hội quán ở sân mười giường anh Thương Dừa. Cứ bệnh dạng mình lên bệnh dạng hát, cứ bệnh dạng mình lên hát đi, mình cứ sợ chứ tại vì mình không có dám lên chữ sáu thiệt, nhưng mà thấy mình không có kêu người ta được, cũng quay cái của anh, tại vì anh sợ không quay cái được, tại vì anh bán quay vô cái người ta nói cái này kia, xong người ta nói này kia này lên hát cái kỳ cái người ta ghét, mình đang cái mặt người ta muốn mua ra, mình sợ mình không dám cho nó cho người ta quay là mình biết mình, tại vì mình muốn bán rồi cái người ta nói hơn tột lên này nói kia tột lên còn cũng là tội bỏ tới giờ cũng nhắm chịu sống lớn để cho học cái giống là chịu sống thì cùng với mẹ luôn. Nhưng mà thường thường ở nhà có hát không? Có nhà có hát, có nhà chẳng có là cà phê có hát hết hoài. Nhà tự hát có không? Hả? Nhà cũng có mở hát mà bình thường phải không? Mà nhưng mà hả, mà ở nhà thì không dám hát lớn, tại vì ở nhà trọ mà đâu phải cho bà con người ta bụng của ta đi làm, người ta đâu có cho mở nhạc lớn đâu, ta ngủ ra dậy nhà ta mệt thì ta ngủ cái thời gian còn sáng nó tự làm, nó cũng dám mở lớn thì tự chết. Ở nhà trọ khó lắm, ở dưới Vũng Tàu không phải dưới đây đâu. Vậy mình anh coi xong đó là anh đi đôm ráp về hả? Về chỗ Bến Xe miền Tây. Bây giờ lát có gì rồi lát tôi chợ đi Vũng Tàu về ăn. Rồi tôi chợ đi chợ đêm, cho mua rau cá, cho mua cá về những cái cây chua. Cho bình điện hả? Cho bình điện. Bán cá ngon. Rồi, này cảm ơn anh nhiều nghe không? Nếu mà chiều nay mà hai giấy ha độ cho khách vô được nhiều đi, cho có đẩy xem văn nghệ, tại vì bữa nay nghệ sĩ nhiều lắm nha, nghệ sĩ tới 8-9 người nha, chỉ có thí sinh thôi, nhiều là ca sĩ nhiều. Nhưng mà ông mà Khương Dừa làm cái chương trình ý nghĩa cũng vui, nó biết nhiều những người nghệ sĩ cái gì rồi, thì tại vì ca sĩ người ta thấy nó người ta thương nó, người ta đến người ta trực tiếp nó nghĩ là nó có người ca sĩ nào mà muốn kêu xuống mời á thì lên mời lên hát, hoặc là ngày hai ngày nào mà có lịch đó thì
thì tới diễn, còn từ thứ bảy hoặc là thứ bảy, chỉ có ngày thứ bảy là có ca sĩ thôi, còn bình thường là giao lưu thôi, giao lưu thôi. Không có, có từ ngày mà có cái thầy là vui. Vui phải không? Mình cũng có đam mê, chứ mình thấy cái vui hả? Mình đam mê, khoái, mình có ý nghĩa, mình vui. Mình không có làm chuyện gì trơn, tại vì mình tới mình coi ủng hộ thôi. Ở với Vũng Tàu hả, đam mê không vừa lắm á, những người như Vũng Tàu á, ở chỗ Phước Hải á. Rồi đam mê dữ lắm á, mà kêu nó lên thì nó cũng lên, mà nó mất làm, nó không có lên được. Lo làm chứ không, nó mới lên được đâu. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Nếu uống cà phê thì gặp anh này gọi là fan cứng của anh Phương Dừa nè, còn khán giả rất là trung thành luôn, mà anh đi cà phê hai anh em tâm sự nè, đó, đi cà phê đó. Cà phê này bạn làm sao nha, bữa nào mà gặp có gì thì to lại. Rồi, có gì đâu, rồi, cảm ơn nhiều nha. Không có đâu. Dạ. Ôi, chú ơi, gần đây không chú? Gò Công hả? Dạ, sao ông mày ghét, quen. Dạ, chú nợ Gò Công. Tới lắp lên mấy sườn tay rước khách về. Ủa, chú ghé ra lắc coi đêm nhạc luôn hả gì? Không có, muốn người đi giờ thì đi giờ. Dạ, yeah, Gò Công. Phái thì tôi cũng phái càng hết lắm mà không là thời gian. Dạ. Yeah. Chạy xe ôm rồi không phải không. Mình thấy mình trong clip ảnh lúc nào cũng có đâu. Dạ. Yeah. Chú cũng ở đây hả đâu? Cũng gần đây, cách đây 10 cây á. 10 cây ở đâu? Tú trong kia kìa, tỉnh Lô 10 á. Tỉnh Lô 10 biết. Tôi chỗ nào biết. Chú có thường đi ghé đây uống phê không chú? Thường, tôi ghé hoài. Có coi đêm nhạc không? Coi thì không có thời gian coi, nhưng mà mình coi trong clip. Chứ đâu có không mà đâu mà lên coi. À. Nhiều khi không muốn đăng ký lên thi con sao giường, không ở không. Không, chứ mình không đăng ký, không thêm được thì mình đăng ký giao lưu thôi. Chứ có thời gian đâu lên mình giao lưu. Chạy xe chú, nhưng mà mối mang dữ lắm, chạy không có nghỉ. Con cái không cho nghỉ, mà cũng con cái kêu nghỉ mà nghỉ không được. Vậy là chú từ Gò Công lên chở ôm lên luôn hả? Ờ, chở lên lát với khách về. Để khách về luôn. Chú nghĩ đi, chạy xe bữa nay mà tới 15 tây tháng 7 mà có người dặn cọc tới đó rồi. Vậy hả? Ừ. Rồi. Là chạy xe hôm nay là chú biết bao nhiêu năm không? 31 năm. Giờ mà nói thành phố này chú dẫn đi đâu dẫn má mắt là tôi về, bịt mắt đi đâu. Cái ca thì ca hát thì tôi cũng mê lắm. Bài ca giờ ca nói thiệt 2 tiếng đồng hồ chưa hết bài ca. Yeah. Nói về bên tài tử chứ bên nhạc thì tôi không biết. Cũng mê ấy lắm mà. Chị ở dưới đi đám này kia, đám cưới, đám giỗ này kia là, ha, là ngày thương binh liệt sĩ này kia đó, ngoài xã mà ra là mình ca hát vậy thôi. Nhiều người cũng biểu đi thi mà cái thời gian không có. Nói chung con cái cũng kêu nghỉ, mà cũng như mối mang của người ta mến mình đó. Dạ. Rồi ta kêu mà mình đi hoài nên không nghỉ được. Biết con cái nó, chứ con cái thì nó cũng thành đạt hết rồi. Đi với hai nữa, đi hoài chứ không quen ở nhà chứ nó buồn. Thì chú cũng ghé uống cà phê á hả? Dạ. Tại ngã tư Gò Mây á. Thấy không, ngã tư Gò Mây thì chỗ qua Buôn Trang tới nè. Dạ. Tại đó làm người chú làm ngày gì? Ngày buôn bán rồi chú. Cái mà anh Khương Dừa tạo cái làm cái quán hồ quán ở sân biệt vườn á, thì chú vô uống là chú cảm nghĩ thế nào về cái hồ quán này? Thì uống thấy phong cảnh nó thoải mái, giữ như mình người cũng yên tĩnh. Nói chung ấy phong cách cũng lịch sự đối với khách này kia. Ở đâu cũng như chỗ như mình thư giãn này kia đó, rồi phong cảnh này ngồi ngắm cảnh này kia, rồi anh tận ngồi nói chuyện này cũng nhiều điều lắm. Ở đây rồi tôi coi Phương Dừa hồi mà thi phía bên lễ đá rồi vườn đá này kia thì dọc qua đây luôn, nói chung cũng mê ca hát mà cũng không. Cái ca là cũng thấy lắm. Bữa là cũng như bữa vô hồi năm rồi cũng có vô gặp Phương Dừa, vừa mới thử giọng đi, sao thử giọng đi, để có ấy kêu lên tham dự á,
như lên giao lưu rồi sau em đi ra là hết tới giờ thôi cũng ấy chứ hồi nó mình không ai không ca hát mà thích tạo lại mà nói chung nghệ sĩ đó cũng vậy khá hồi nhỏ còn đi học á là cũng như như trong Thanh Linh Dương Dương Linh rồi đi về dưới hát á là trốn vô rạp hát cô hoài như mấy người thần tượng không á. Thần tượng nhất là bác Minh Cẩm thì ông ca rõ ràng là như tuổi tôi cũng lớn cho tôi lớn chú quá chú lớn rồi chắc rồi nay tôi 58 rồi 58 thì quá lớn rồi con này có 46 tuổi à. Dạ à, chú có thể hát cho khán giả con ra một câu nào giọng cổ không? Một câu giọng cổ hả? Dạ một câu thôi cô ca xin hãy sống gì về một chữ tâm. Dạ dạ. Đức thánh nhân có dạy muốn được cây kim thì phải bỏ công mài sắt, muốn có trí thông thì phải lật từng trang sách. Đời có bất công ta cũng đừng nên oán trách, hãy nén đau thương thành sức mạnh của riêng mình. Xóa bỏ xăm si ta làm bạn với ân tình, chỉ có thông thời mỗi sáng lòng dạ hẹp hòi càng u ám thân danh. Giữa đời người giông rủi gió sương mặt đường ta nếm trải, sẽ cho đi có ngày nhận lại, bởi thế gian là muôn điều nhân nghĩa. Hay quá. Thêm nữa không? Thêm nữa đi. Hồng đức ân tình lũ sáng mai, tâm thành nghĩa trong dân bền lâu. Trần gian cõi tam đời sương gió, vật chất vô thường có như không. Người ơi đã biết trần gian là cõi tam, xin chớ tham làm gì vật chất chỉ vô thường. Tâm ở lòng ta thiện ác khôn lường, gieo gió giông sẽ gặp điều oán hận, sông mù đồ gian lận mấy ai khen. Giữa xô bầu của kiếp sống bon chen, đường danh vọng sang hèn chia hai lối. Một bước xa chân khiến lòng ta chết đuối, trong bể gian tà tâm tối của u mê. Chú này hát chắc giọng mà giống Minh Cảnh ha. Tâm sáng trong như ánh dương hồng sớm hồn, tâm lành tựa đón sen thơm, tâm bao dung không ích kỷ hẹp hòi, thiện tâm không oán ghét hận thù. Tâm đã thành lòng vui xiêm bao, tâm đức giúp ta biết xót chia niềm đau. Tâm là gì mà ai cũng khát khao, hãy sống sao cho có tâm cùng nhau. Thử hỏi lòng mình tâm đã sẵn trong chưa, đường chân lý có đoạn nào đang lạc lối. Mở rộng tâm ra ta thấy lòng phơi phới, tâm qua ánh dương hồng xua bóng tối tan đi. Đừng để mang lấy tiếng thị phi, ngàn đời sau còn lưu mài. Người có lương tâm là người luôn vĩ đại, kẻ bất lương lòng và mái hẹp hồi. Thiện tâm là thiên đường hạnh phúc, nhân ai còn chống chèo qua khúc sông sâu. Dẫu cho mưa nắng dày dầu, chữ tâm luôn đặt lên đầu cậu Tư ơi. Hay quá, cảm ơn chú nhiều nha. Dạ cậu Tư.
Dạ bây giờ uống cà phê ủng hộ Hồ Quán Sơn Miền Dương chiều thứ bảy đã kết thúc rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo. Xin chào.